Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo kèo tư duy. Liệu do anh em có biết tại sao xử lý khắc thuật quái lại không thể toàn bộ trở thành thần? Nguyên nhân phía sau ngoài sự ràng buộc còn có sự can thiệp của Đường Tam. Như mọi người đã biết, trong thời kỳ Đấu La Đại Lục phần thứ 2, chỉ có nam chính Vũ Hạo trở thành thần, còn nữ chính Đường Vô Đồng được sinh ra ở thần giới, không chỉ sở hữu thiên phẩm thần cách mà còn sớm được định sẵn là người kế thừa của nhị cấp thần Điệp Thần. Vì vậy việc cô trở về thần giới sống là điều đương nhiên. Còn lại 5 người khác như là Bối Bối mãi mãi ở lại trên đại lục, nhưng mà nghĩ kỹ lại, dù họ có thể thành thần, có lẽ họ cũng sẽ từ bỏ vì những ràng buộc riêng. Trước tiên là thủ lĩnh của thất quái Bối Bối, là đại sư huynh của Đường Môn và đội trưởng của xử lý khắc thất quái. Bối Bối luôn quan tâm nhất đến vợ của mình là Đường Nhã. Phải biết rằng vũ hồn của Bối Bối sau giai đoạn cuối cùng đã hoàn toàn biến đổi thành Quang Minh Thánh Long. Dù không có Long Đan, thế nhưng với thiên phú của anh, có lẽ cũng có thể đạt đến cấp độ huyền tổ Long Thần Đấu La. Tuy nhiên rất tiếc là Đường Nhã bị Tà Hồn Sư bắt cóc nhiều năm. Trong thời gian này, Đường Nhã không chỉ sử dụng Lam Ngân Thảo Hắc Ám để hấp thụ sinh lực của vô số hồn sư, mà còn bị Tà Hồn Sư dùng bí pháp tà độc liên tục xâm chiếm tâm linh và thần thức. Sau này được Vũ Hạo dùng Lam Ngân Hoàng sửa chữa hoàn toàn, có lẽ Đường Nhã cả đời cũng không thể đột phá cực hạn Đấu La, thậm chí có thể không đạt tới cấp độ siêu cấp Đấu La. Vì vậy để chăm sóc Đường Nhã, dù có khả năng thăng lên thần giới, Bối Bối cũng sẽ không đi. Thần giới đã có một Phượng Hoàng Chi Thần mất đi người yêu, không ai muốn trở thành Mã Hồng tuần thứ hai. Tiếp theo là cặp đôi Hòa Thế Đầu và Tiêu Tiêu. Hòa Thế Đầu tuy là một thiên tài hồn đạo sư mạnh mẽ nhưng lại là một hồn sư thuộc hệ thực phẩm. Mặc dù cũng sở hữu thêm một vũ hồn nữa chính là Vũ Hồn Thiên Dương, cuối cùng cũng chỉ đạt đến cấp độ Phong Hào Đô La, bằng sức mạnh tự nhiên không thể thành thần. Còn Tiêu Tiêu dù là hồn sư song sinh vũ hồn hiếm có, thế nhưng do phẩm chất hồn hoàn của vũ hồn thứ hai quá kém, cuối cùng cũng chỉ đạt đến cấp độ siêu cấp Đô La. Nếu Vũ Hào có thể đi thần giới muộn hơn, với tư cách là tháp chủ của Truyền Linh Tháp, cố gắng giúp mọi người tìm một số hồn linh tuyệt phẩm 10 vạn năm, có lẽ thất quái cũng sẽ không hoàn toàn thất bại. Cuối cùng là trường hợp đáng tiếc nhất là Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam. Phải biết rằng Từ Tam Thạch sở hữu vũ hồn Huyền Vũ Hoàng Kim, theo lý thuyết ít nhất anh cũng nên đạt được một vị trí nhị cấp thần giống như là Mã Hồng Tuấn. Thế nhưng vì anh là thần vương của đấu linh thế giới và vợ anh Giang Nam Nam không thể thành thần, những ràng buộc trên đại lục không thể cắt đứt nên anh mới ở lại đại lục. Dù được một thần giám nào đó yêu ái, có lẽ Từ Tam Thạch cũng không muốn làm thần, vì so với việc lên thần giới, anh thích ở lại đại lục cùng với Giang Nam Nam và các anh em thất quái. Có thể nói năm người này đều có lý do riêng khiến họ không thể nào thăng lên thần giới. Hơn nữa nếu thất quái thế hệ thứ hai lại hoàn toàn là thăng thiên, Đường Tam sẽ không thể nào kiểm soát Vũ Hạo hoàn toàn. Bối Bối, Hòa Thế Đầu và Từ Tam Thạch không thể nào để huynh đệ của mình bị thiệt thòi. Dù họ không thể đe dọa vị trí thần vương của Đường Tam, thế nhưng Đường Tam cũng không thể nào dễ dàng đánh bại hết những người này. Khi đó họ sẽ cùng với Vũ Hạo hình thành một nhóm nhỏ. Vì vậy để đảm bảo quyền lãnh đạo tuyệt đối của mình, Đường Tam thả cho mẫu thân đã mất của Vũ Hạo và người cha của Vũ Hạo lên một vị trí thần, chứ không cho những người bạn này của Vũ Hạo, để có thể thúc ép Vũ Hạo không ngừng kết hợp ân oán đạt được mục tiêu cuối cùng của mình. Hơn nữa những vị trí thần cách cũng là để dành cho con cháu của mình, vì thần giới của Đường gia không phải chuyện đùa. Vậy các bạn nghĩ sao về điều này? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.